Chiều ngày 12 tháng 7, Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Mở đầu hội nghị, sau khi nghe dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, làm rõ kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoạt động của trung đội dân quân thường trực biển, một số kinh nghiệm, đề xuất liên quan diễn tập cấp phường và quận, trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác xây dựng đảng ở địa phương. Trong hội nghị, các đại biểu cùng kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong tuyển quân, một số vấn đề liên quan đến kinh phí phục vụ các hoạt động quân sự quốc phòng, việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn, công tác thu hồi vật liệu nổ trên địa bàn huyện Hòa Vang. Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố yêu cầu các địa phương 6 tháng cuối năm cần bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và diễn tập chiến đấu cấp phường sát thực tế, đảm bảo an toàn, tham gia diễn tập MT22 đúng quy định. Hoàn thành tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, triển khai chặt chẽ nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, chủ động chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn mùa mưa bão cuối năm.